谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越来挑良分有行政。xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, khi nãy câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để có thể thắng những cái loại ma? Thắng những cái loại ma thì chúng ta phải tu hành như thế nào? Bây giờ muốn dẹp hết, muốn đối trị những cái loại ma như là phiền não ma, như là ngũ uổng, như là thiên ma, như là tử ma, thì chúng ta phải tu tập. Nếu mà chúng ta quán chiếu như là Bồ Tát quán tự tại thì đó là một cái phương pháp phải nói rằng là vô cùng hiểu hiệu. Đối với ngũ uẩn, mình phải quán chiếu, mình phải ý thức rõ nó là vô ngã, là vô thường. Cái tự tính của nó là rỗng lặng, là không tính. Hiểu được thì mình sẽ không bị nó chi phối, không bị nó tác động, để nó đưa dẫn những cái tâm thức của mình đi vào những cái nẻo mê, những cái con đường tâm tối, đọa lạc. Vì thiếu cái chánh niệm, không có sự tỉnh giác, cho nên mình thích ăn thật ngon, ngủ thật im, những cái giường, những cái loại niệm, những cái này kia đủ hết, rất là cầu kỳ. Muốn ăn cũng phải tạo ra không biết bao nhiêu là cái ác nghiệp. Từ vấn đề tài, tiền tài, tài vật, cho đến sắc, ở đây là sắc dục. Tài, sắc, danh, ai cũng ham danh, ai cũng cầu danh, cho đến những cái món ăn, cho đến cái sự ngủ nghỉ. Sắc, thân, hương, thọ, xúc và pháp cũng là những cái đối tượng nó lôi kéo một trong những cái ngũ uẩn. Nhưng mà ngũ uẩn ở đây nó gắn kết, nó đan kết lại với nhau chằng chịt, không thể bứt rời, bất khả ly. Nếu mà lìa một uẩn trong năm uẩn thì cái tác dụng của nó sẽ hoàn toàn khác. Cho nên tất cả các pháp Đức Phật dạy nó nương tựa vào nhau để mà nó duy trì cái sự hiện hữu và tồn tại, kể cả năm uẩn ở trong cái những cái yếu tố mà nó nhóm hộp trong năm sắc thân, kể cả sắc uẩn cũng là một cái sự nhóm hộp của nhiều yếu tố. Như chúng tôi đã trình bày trước đây, trong vi diệu pháp có 28. Khi mà nói về sắc uẩn, trong duy thức học nói đến 11 loại, cũng chỉ cho cái sắc uẩn thôi. Cho nên sắc uẩn cũng là một cái sự nhóm hộp của nhiều yếu tố, chứ không phải là chỉ cái yếu tố đang kết giữa sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mà riêng về tướng nó cũng có nhiều yếu tố nhóm hộp, cho nên mới gọi là uẩn. Nếu mà không thì không thể gọi là tướng uẩn, hay là sắc uẩn, hay là hành uẩn, hay là thọ uẩn, hay là thức uẩn. Mình phải hiểu ra được từng nhóm, đó là một cái nhóm, đó là một cái sự kết tụ. Khi nói đến kết tụ thì mình biết là nó có nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn độc một yếu tố. Độc nhân không thể nào sinh ra quả. Tất cả những cái hiện tượng, tất cả những cái sự vật trên thế gian này, kể cả ngoài thế gian này, đối với vũ trụ quan thì thưa quý vị, Đức Phật đã dạy hằng hà sa số thế giới, chứ không phải chỉ có một thế giới duy nhất. Tất cả những cái thế giới đó giống như không có liên quan gì với nhau, nhưng mà không, nó liên hệ mật thiết, nó tác động một cách hỗ tương.
Cứ lấy một cái thí dụ, trái đất này mà không nhờ vào mặt trời, nếu mà nó không xây chung quanh cái quỹ đạo mặt trời, nó không được cái sự soi sáng bởi những cái ánh sáng của mặt trời, trái đất này sẽ như thế nào? Thì nguội lạnh, sẽ tối tăm. Và cái sự sống trên trái đất này sẽ không có khả năng tồn tại. Cho nên mình biết là nó liên hệ chân trực. Mình nói là cái thân này, chỉ cái thân này không thôi, nó cũng không thể tồn tại được. Mặc dù những cái yếu tố trong cái cơ thể của chúng ta nó kết hợp, nhưng mà mình phải vay mượn vào những cái yếu tố khác. Ví dụ như nếu không có không khí, quý vị cứ tưởng tượng sự sống của chúng ta sẽ như thế nào. Nếu mà chúng ta bị chụp vào một cái bao nghẹt thở, hay giả là bị nhận xuống ở một cái vùng nước, hay là trong cái căn phòng mà không có cửa ngõ gì hết, rồi bị những cái chất gas vân vân, thì sao? Mình có tồn tại nổi không? Mình có thể sống còn được không? Câu trả lời từ quý vị dĩ nhiên là không. Thành vay mượn, nếu mà mình sống mà không có ánh nắng mặt trời vân vân cũng không được. Nó có nhiều yếu tố lắm. Sự sống của chúng ta phải tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mình phải quán chiếu để có một cái trí nhận chân xác như vậy. Chánh niệm là hạnh phúc, mà tà niệm là khổ đau. Mình có thể dùng chữ thất niệm. Thất niệm là một trong những cái đại tùy của tùy phiền não. Tùy phiền não có tiểu tùy, có trung tùy và có đại tùy. Thì trong cái đại tùy phiền não gồm có 8 món. Một trong 8 món đại tùy của phiền não, thưa quý vị, đó là thất niệm, tức là đánh mất chánh niệm. Không có chánh niệm. Mà không có chánh niệm thì mình sẽ trở thành một người rất là khổ đau. Nhờ chánh niệm mà mình được hạnh phúc. Cho nên mình phải thắp sáng chánh niệm, phải thắp sáng tuệ giác. Để mình thấy rõ được cái bản chất, cái được gọi là người. Nếu mà không thấy rõ được cái bản chất của mọi hiện tượng thì thưa quý vị, mình sống cũng như là chết. Cho nên trở lại đó, nói về ma, ma la, tiếng Phạn gọi là ma ra, là nói đến rất nhiều loại. Mình nói, ồ, cái ma quỷ nó cám dỗ, hay giả là cái yêu ma vân vân. Đọc những cái bộ tiểu thuyết như là Tề Thiên Đại Thánh, Tây Du Ký. Chúng ta thấy cũng có nhiều loại ma cám dỗ Ngài Tam Tạng. Đó là một nhân vật có thật, là Ngài Đường Huyền Trang. Ngài Huyền Trang ở vào đời Đường là một vị pháp sư, gọi là Tam Tạng Pháp Sư, đã từng đi sang Ấn Độ để mà học hỏi. Ngài viết những cái giống như là bây giờ nó là viết hồi ký đó. Đi tới đâu Ngài ghi lại những cái địa điểm, những cái nơi mà Ngài cầu học, gặp những cái bậc nào vân vân. Đại Đường Tây Phước Ký của Ngài Huyền Trang, chúng ta đọc, chúng ta thấy khá chi tiết, rất là lý thú. Và bây giờ thì có một số sử gia cũng dựa vào cái sự ghi chú của Ngài mà họ tìm hiểu thêm rất là nhiều cái chứng tích rất là giá trị. Sau này thì ông Ngô Thừa Ân đã tiểu thuyết hóa nhân vật có thật, đó là Ngài Huyền Trang ở đời Đường.
Trên cái chặng đường mà Ngài đi có Tôn Ngộ Không, tức là Tề Thiên Đại Thánh, có Trư Bát Giới, rồi có Sa Tăng vân vân, chúng ta thấy thỉnh thoảng có yêu ma nó hiện hình để mà nó dụ dỗ vân vân và vân vân. Trên cái hành trình mà đi đến Tây Phương để mà thỉnh kinh, tức là đi qua bên Ấn Độ, nhiều người trong chúng ta đã đọc hoặc giả là thậm chí xem những cái phim vân vân, thì chúng ta thấy nhiều loại ma lắm. Thì ở trong cái cổ ấy dục giới đó, một trong sáu cái cảnh thấp nhất của tam giới, thì ở đó có cái loại ma vương hoặc là thiên ma, thần thông quảng đại, dùng những cái ma thuật để mà ngăn cản, phá rối cái sự tu tập của những hành giả. Nói đến hành giả là nói đến những người hành trì những cái pháp môn như là thiền hay là tịnh hay là mật vân vân. Rất tiếc là thưa quý vị, thì giờ không cho phép chúng tôi tiếp tục chia sẻ đến quý vị những cái điều cần chia sẻ. Chúng tôi sẽ trở lại trong những cái chương trình sau này. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Xây tương thân tình trong đạo.